còn đêm cũng dậy á, rồi ban ngày ngủ ở trong công viên. Có tuổi thân gì không? Tuổi á. Tuổi hả? Rồi có anh có vợ con gì không? Không. Bằng ở lần này ai chịu, không ai bằng là cha mẹ hết, mẹ trên hết. Ủa làm gì gọi đây anh trai? Đây được mệt quá ghé. À lụm gì? Trời. Trời, ngủ đây luôn. À, ủa em cũng biết cắt tóc một chút á. Anh thấy anh tóc dài á, anh cắt luôn đi, em cắt cho. Okay. Cắt luôn ha. À. Ok rồi. Bao lâu rồi anh chưa cắt tóc nè? Mấy tháng hơn lần. À, mấy tháng rồi. Đi ra tiệm cái gì? Cái tiệm. Hớt tới đâu? Đây, hiện tại đang tới đây nè. Thì hớt lên tới đây ha. À. Anh đi lụm dây chai đây rồi. Rồi anh ngủ đâu? Một đêm lụm dậy á. Rồi mỗi ngày muốn ngủ ngủ ở trong công viên. À công viên hả? À. Ủa anh là không có nhà cửa gì hả? Đó, đi bù đời vậy. Đi bù đời? À. Anh tên gì? Chạy. Anh chạy hả? Anh chạy, anh sinh năm mấy anh chạy? 1973. 1973? À. 73 năm nay là 50 tuổi rồi đó hả? Trời ơi, dữ gì trời. Rồi anh bù đời từ khi nào? 20 tuổi. 20 tuổi? Dạ. Yeah. Rồi trước đây nhà cửa anh ở đâu? Trong quận 5. Quận 5 hả? Dạ. Yeah. Xưa có nhà không? Có. Rồi giờ ở nhà đâu rồi? Một cảm ở trong gia đình. Anh em thấy già quá, tôi cảm vì bù đời vậy. Rồi có anh có vợ con gì không? Không. Bằng ở lần này ai chịu. Đó tới giờ có bộ không? Đó. Có luôn. Đó. Rồi xong cưới người ta đi. Bên kia nó không chịu sao rồi cưới. Sao vậy? Chê hả? Chê hoành nó nghèo quá không. À buồn không? Không buồn. Vậy hả? Từ khi mà ví dụ anh bỏ đi bù đời từ 20 tuổi tới giờ á, là khi mà ra bù đời là anh làm gì á? Anh có làm nghề gì không á? Đói, lơ xe tải. Lơ xe tải hả? Dạ, làm được mấy năm rồi sao quyết định đi nhặt xe chai? Lúc đó không đủ khả năng quá, trả lương bèo quá. Thầy vậy? Ví dụ người ta thường trả 7 triệu, 8 triệu, này trả 4 triệu, 5 triệu rồi làm. À. Cho mình chứ. Nhưng mà dù sao nó cũng đỡ hơn cái cảnh mình đi lụm cái liệu. Cảnh này tự do, không ai nói hết. À. Còn cái kia nó nặng nó nhẹ mình. Chứ anh không, cũng không có nghĩ là mình đi gì đó, đi làm công ty, công ngày đó, công ty làm công nhân, công nghiệp gì đó. Làm đó, phải có giấy tờ, ta hỏi dữ lắm. Mà anh không có giấy tờ gì? Có, nhưng mà không có trường hợp, không đủ sức khỏe mình. À, anh không đủ hả? À, sao vậy? Không đủ sức khỏe, bị yếu. Nhiều tối mà ngủ đây một mình là mưa gió bão bùng lạnh liếc mũi miết rồi. Phải thấy có phải tuổi thôi. Có tuổi thân gì không? Tuổi tuổi hả? Anh nghĩ gì? Nghĩ là có nhà ở cỡ mình sống tự vậy tuổi nào có khóc mình không? Hả? Nào có khóc mình không? Có chứ, khóc hoài. Lâu lâu nhớ cảnh nhớ nhà. Sao mình sống chưa tự dậy sống chứ mà nhớ nhà sao mà không về đó. Mình lâu lâu mình đứng ở xóm này nè, xóm nói mày sao mày muốn vô nhà đi. Mấy người lớn tuổi á còn ngang ngang tuổi mình cũng vậy nữa.
mày ra mà vô đi, mày có nhà cửa mà tao họ cảm trong gia đình tôi quay không có không hiểu đâu. Ba mẹ còn không? Già mất rồi. Mẹ? Mẹ còn. Mà bao lâu rồi không gặp mẹ? Khoảng mấy năm. Thường gặp đó, hiện tại mẹ đang ở với ai? Mấy bà chị. Ở quận 5 hết hả? À, quận 5 hết. Nhớ mẹ sao không về thăm mẹ? Mấy bà chị không quan trọng, không quan mạch á. Mấy bà già quá, mấy bà không so mình trẻ lắm. Cái nào mà mấy anh chị đâu biết mình ở đây không? Không. Không biết mình làm gì luôn á gì? À, không biết mình làm gì. Chắc hồi xưa mình làm nổi gì đúng không? Đó, mình cũng phần đó mình nó làm gì trong gia đình buồn đâu. Ừ. Tự mình đi ra. Bây giờ nếu mà đặt trường hợp với anh chị đó thôi, anh chảy về nhà sống với chị với anh thì anh có về không? Về chứ. Về hả? Anh chờ đợi câu đó lâu lắm mà chưa ai nói hay sao? Chưa. Sao mình muốn cái điều đó sao mình không nói luôn đi, mình nói ra. Nói không mất hay. Mất hay hả? Chứ tự trong gia đình khi mình về ở hay hơn. À, mà tới giờ chưa ai kêu? Chưa. Rồi ngày anh đi lụm gì đó được nhiêu tiền? Đã bỏ nhiều đồ quá, được trăm mấy. Bỏ nào bỏ đỡ ít quá được mấy chục ngàn thôi. Giờ đủ uống cà phê ăn. Ví dụ mình ở đây rồi mình tắm rửa rồi ở đâu đây? Đó chứ xuống mấy đồ tư quan trọng á. Khoảng 5 ngàn. 5 ngàn. Bịch xà bông 6 ngàn. Bịch xà bông 1 ngàn nữa. Xà bông gội đầu nữa nha. Là vô để tắm, vô để tắm giặt á là 5 ngàn. Ủa mấy cái ông công cộng nó thu tiền đó ta? Có chứ. Nào nghĩ tới cảnh mình già rồi, bệnh hoạn rồi, ai lo không? Nghĩ tới cái cảnh già đó chưa? Chưa luôn. Đến đâu rồi đến đó. Cũng nghĩ đến già. Sống ngày nào được ngày nãy thôi. Cũng mong muốn cái gì không? Tương lai mà. Sau này muốn nào? Có sao mong từ sau này sống người mẹ mình sống hoài mình vậy thôi. Đó. Điều đó thôi. Chứ điều gì nữa? Thương mẹ không? Thương chứ. Có người mẹ thôi chứ không thương thương ai bây giờ. Bao lâu rồi không gặp mẹ? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi chưa gặp bà. Nhớ gì không? Nhớ chứ, mẹ mình không nhớ. Tao về thăm bà mẹ đi. Đó, lâu lâu khoảng 5 chuyện lần. 2 năm chuyện lần. Đó. Thăm gần tiếng hồ rồi đi ra. Không được ở lâu. Rồi. Ở lâu rồi có chuyện. Hồi xưa anh có làm gì lỗi lầm gì không mà mấy chị? Không, mấy bà già quá, mình nghèo quá, bà khinh dành khinh dễ mình thôi, giờ giờ. Không, đó là anh nghĩ thôi, cái chị em mà giờ giờ rồi. Rồi anh dự định là cái sống lay lắc gì hoài đó hả? À. Có định làm gì không? Có, nếu một cái công ty nào mà thuê anh đi làm việc gì đó anh đi không? Đi chứ. Anh làm được gì? Ví dụ nếu mà theo em á làm chủ kêu em làm nào làm mấy giống như thiên lôi vậy á. À, sai đâu đến đó. Cái chỗ này là chỗ ngủ của anh đó hả? Mỗi bữa luôn. Mưa có tạt gì không? Mưa lớn á tạt. Mưa nhỏ vậy nè không tạt. Mũi rồi gì mũi không có. Không có hả? Sợ lạnh thôi. Đó không sợ mũi. Mũi không có rồi. Rồi bằng ngày anh đi đâu? Bằng ngày đi vòng vô công viên. Vô công viên này nè. Đó, công viên Hà Ban Chính đó. Hà Ban Chính hả? Có mong mỏi và hạnh phúc gia đình không? Có vợ, có con? Trời đó, trời chỉ số có thôi. Trời
Vậy hả? Mà có mua số không mà cho đại chúng? Lâu lâu mua. Vậy hả? Mua 1 tờ, 2 tờ. Kiếm nhà nhỏ nhỏ thôi. Chung ra chung vô, che mưa, che nắng rồi rồi. Không thằng bự. Rồi có nhà xong mình đón mẹ về đúng không? Đón với mẹ trên hết mà. Không có ai bằng là cha mẹ hết. Mẹ trên hết. Mẹ năm nay nhiêu tuổi rồi chúc mẹ nhỉ? Càng 90 rồi. Rồi, phải không? Phải bữa cơm của bà ăn hai chén. Chẳng mà cái clip này đưa lên truyền lên hay là đưa lên các bạn xã hội á, mẹ anh thấy cái cảnh anh cực khổ đi nhặt từng lon từng chai nước luôn này nè, nó chưa không có nhà không có cửa, anh có lo là mẹ anh sẽ buồn và khi thấy anh như vậy không? Trời ơi, lo bằng nào thôi, mẹ nói không gì nghe thôi bây giờ. À, nếu gặp trường hợp nếu mẹ anh đang xem anh muốn nói gì với mẹ không? Không. Có thương mẹ nói mẹ để con nhớ mẹ. Con nói anh ơi. Thương là nói trong lòng mình thôi á, không nói ra. Nói ra nói mình xạo. Mình chỉ hành động thôi chứ mình không có nói gì cho ha. Tóc mới của anh à. Hơi ốm nha. Đó mới đầu em nói anh sao mặt hơi hóp quá sao thấy được không? Được, ok. Đẹp trai không? Đẹp trai. Mình bây giờ mình hối hận cái gì cái mà chuyện hồi xưa mình bỏ đi ra nhà sớm không? Mà có hối hận chứ, có không? Thôi hối hận sao? Bạn trước mình ra đài trường đài sao già không làm không vợ con đó vậy thôi. Rồi biết già ai lo đây hả? Em vô tình đi ngang đây thấy anh ngồi á, tóc cũng dài mà em cũng biết hớt tóc chút xíu, thôi em ghé em trước mắt em hớt tóc cho anh cũng hỏi anh chút chuyện đó thì em không có gì hơn thôi em gửi anh 200 để có gì em uống cà phê là thúc thúc hay là kiếm gì đó ăn đỡ ha. Trước mắt là chúc anh sức khỏe, có gì là thường xuyên về thăm mẹ ha, chứ để mẹ mất cái một cái là không biết tìm đâu luôn á, tranh thủ thời gian được lúc nào hay lúc đó.